cũng làm việc một ngày 8 tiếng theo đúng luật lao động như mọi người, song công việc của họ khá đặc biệt, hầu hết thời gian đều phải đứng trong môi trường độc hại cao. Chúng tôi đang muốn nói đến những công nhân lao động nhà máy xử lý rác thải thuộc công ty môi trường đô thị Lào Cai. Rác về liên tục từ các huyện và thành phố. Gần 200 tấn rác mỗi ngày. Trong ngổn ngộn rác mà ai cũng né tránh và bỏ đi ấy là nơi mà những công nhân nhà máy xử lý rác thải phải cần mẫn làm việc mỗi ngày. Mặc dù đã áp dụng các biện pháp như phun khử bằng hóa chất, song không thể tránh khỏi mùi hôi thối bốc lên từ rác thải. Không chỉ nam giới, những người có sức khỏe mà ở đây còn cả những người phụ nữ. Thậm chí có những chị em đã gắn bó với nghề thu gom xử lý rác này tới trên chục năm. Bọn em bây giờ làm bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều ạ. 11 rưỡi bọn em nghỉ ạ. Đến 1 giờ rưỡi chiều bọn em lại làm ạ. Thời gian đầu chưa quen thì cái gì cũng sẽ vất vả, nhưng mà lâu vì công việc lâu thì sẽ quen dần ạ. Một là do trình độ học vấn bọn em có hạn ạ. Nên là bọn em làm công việc này để có nguồn đảm bảo thu nhập tốt ạ. Với lại các chế độ đãi ngộ của công ty thì rất là tốt ạ. Nếu mà ai cũng không làm công việc này thì ngành rác thải này sẽ không có ai làm ạ. Thành phố thì sẽ lúc nào cũng tràn ngập rác thải ạ. Em thấy dù công việc vất vả nhưng mà em thấy vui vì góp phần đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp hơn. Xác định đây là môi trường làm việc độc hại, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của người lao động. Thời gian qua, công ty môi trường đô thị đặc biệt quan tâm đến triển khai các chính sách đãi ngộ, các phương tiện bảo hộ và môi trường làm việc thông thoáng nhất có thể, qua đó giúp mọi người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Hiện tại thì chúng tôi được hưởng tương đối đầy đủ các chế độ chính sách, gồm có chế độ hỗ trợ cái lao ngành độc hại và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đảm bảo đủ các điều kiện lương thưởng theo đúng chế độ chính sách của nhà nước. Và đặc biệt thì cũng được sự quan tâm của công ty, thì hiện tại thì đơn vị đã được đầu tư cái hệ thống hút bụi thông gió để đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài cho tất cả anh em công nhân. Trước đây khi hoạt động, riêng bộ phận phân loại rác cần tới trên 20 lao động. Sau khi các địa phương thực hiện chỉ đạo về phân loại rác thải, số lao động tại khu vực này được tinh gọn đáng kể. Rõ ràng việc các hộ gia đình nâng cao ý thức chủ động thu gom và thực hiện phân loại rác tại nguồn là hết sức cần thiết, giúp các công nhân nhà máy xử lý rác giảm được áp lực công việc mỗi ngày. Hiệu quả phân loại cũng đạt cao hơn, sản phẩm hữu cơ tái chế rác của các đơn vị cũng đảm bảo và chất lượng hơn. Chúng tôi là đơn vị xử lý môi trường. Chúng tôi cũng rất mong muốn là trong vấn đề xử lý rác, nhất là đặc biệt là các hộ dân và các cơ quan doanh nghiệp trên toàn bộ thành phố và các khu chợ trước, xóm trọ trước, thì mọi người cùng chung tay góp sức vào để phân loại rác thật là triệt để đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường, để làm cho thành phố Lào Cai chúng ta là sáng xanh, sạch đẹp và đảm bảo về vấn đề môi trường. Chúng ta thử hình dung, nếu một ngày nhà máy xử lý rác thải này dừng hoạt động, sẽ có ít nhất 200 tấn rác không được xử lý. Và chỉ một tháng như vậy, 6.000 tấn rác sẽ khiến môi trường đô thị trở nên đáng sợ như thế nào? Những công nhân đang làm việc thầm lặng ở một góc khuất trong môi trường độc hại đã giúp cho môi trường thêm sạch đẹp mỗi ngày. Bởi vậy, mỗi người hãy có những hành động thiết thực để sẻ chia, ý thức hơn trong quá trình thu gom, thực hiện phân loại rác tại nguồn và cần đổ rác đúng nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường.